Chào mừng quý cô chú anh chị khách hàng mình đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam, chuyên review nhà đẹp, nhà giá rẻ dành cho những người thu nhập trung bình muốn sở hữu nhà sở hữu riêng. Thì ngày hôm nay em Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cùng tham quan một căn nhà được xây dựng với kiến trúc sẽ là một lầu một trệt phong cách Mai Thái rất là đẹp. Được xây dựng mới hoàn toàn quý vị nha, với diện tích rất là lớn lên đến 100m2, ngang 5 và chiều sâu lên đến 20m và thổ cư sẽ là 100m2. Đó, nhà xây dựng mới hoàn toàn với trang thiết bị rất là cao cấp trong căn nhà này, đồ đạc sử dụng đồ xịn sò. Quý chị quý bà con có nhu cầu mua nhà cư lập nghiệp thì có thể cân nhắc qua căn nhà này hoặc liên hệ trực tiếp với em Phương qua số 0399 909881 hoặc gọi cho em qua Zalo hoặc Viber cũng được. Em Phương sẽ dẫn quý vị cùng tham quan căn nhà này nhé. Nhà mình có vị trí tọa lạc tại ngay giáp bên ngã tư Miếu Ông Cù, đường DT743, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Đó, một vị trí rất là đẹp. Nhà mình có công năng sử dụng sẽ có sân để ô tô riêng, phòng khách, nhà bếp và có phòng ngủ ở dưới ở đây. Trong này em đang để ít đồ. Có cửa sổ này. Phía sau nhà thì sẽ có không gian rất là thoáng để sinh hoạt phía sau. Đó, và bây giờ Phương sẽ tiến ra bên ngoài để review cho quý vị cùng tham quan tường tận một chút về cơ sở tầng xung quanh. Bật mí một chút, căn nhà này chúng ta sẽ có hướng Tây nhé. Dành cho anh em nào đang tìm nhà thuộc Tây Tứ Trạch thì có thể cân nhắc qua căn nhà này, với diện tích sẽ là ngang 5 dài 20, thổ cư full hoàn toàn luôn nhá. Ai yêu thích thì liên hệ ngay với em Phương để đi coi thực tế thôi. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân em, chúng ta sẽ cùng tiến ra bên ngoài để khám phá đường xá cũng như là cơ sở hạ tầng xung quanh. Nhà mình ở đây sẽ có một cái view rất là đẹp, cộng thêm nữa là mặt tiền đường trước nhà rất là khổng lồ quý vị nhá. Nhà mình nằm ngay góc ngã ba, vị trí đẹp, giao thương thông thoáng. Đây quý vị thấy là đối diện chúng ta đây thì sẽ có một cái quỹ đất công viên. Đây quỹ đất công viên. Đây nữa, quỹ đất công viên nhé quý vị, quỹ đất công viên này. Đó. Đường nhà chúng ta sẽ là thông hai đầu hết, đường thông nhà mình nằm ngay góc cả ba. Nối này sẽ chạy ra chợ thì tầm vài chục mét thôi, vài ba chục mét thôi là chợ ngay ngoài này quý vị nhá. Nhà mình đối diện chợ, đối diện công viên luôn. Đó, vị trí rất đẹp. Và đây, siêu phẩm mà ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cùng tham quan. Kế căn góc hai mặt tiền này. Kế căn góc hai mặt tiền này, đây sẽ là căn nhà ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cùng tham quan. Đây, nhà mình nằm ngay góc ngã ba này. Đây quý vị thấy là mặt tiền mái Thái rất đẹp, được xây dựng mới hoàn toàn quý vị nhé. Xây dựng mới hoàn toàn. Đó, một mẫu mái Thái rất là tuyệt vời. Ai mà yêu thích mẫu nhà này có thể áp dụng xây theo nhé. Đó. Ai mà thích mẫu nhà này thì có thể áp dụng xây theo nhé. Được xây dựng mới hoàn toàn luôn, ngang 5 dài 20. Ban công trước được đổ rất là dài, nó tới bên ngoài này luôn. Đó, mình sẽ sử dụng hết 20m chiều dài. Ở đây sẽ là không gian cái vỉa hè quý vị nhá. Ở đây cơ sở tầng thì cũng rất là tốt, có mặt tiền đường nhựa lớn này và có vỉa hè hai bên này, vỉa hè một bên 4m luôn nhá. Ở điện thì quý vị có điện nhà nước luôn này và nước nôi đầy đủ hết, đã được vô sẵn cho căn nhà này rồi. Quý vị chỉ có xách vali vô ở thôi, không phải làm thêm gì cả nhá. Đó, nhà rất là đẹp và rất là mới luôn. Đấy, bên ngoài sẽ có một lớp cổng sắt bốn cánh cắt CNC quý vị nhá. Sắt CNC chứ không phải sắt mỹ thuật quý vị ạ. Đó, quý vị thấy không? Bốn cánh rất là đẹp. Phương quay hơi ngược nắng một tí, tại vì quay vào buổi sáng sớm mà. Đó, không gian xung quanh nhà chúng ta đây, đối diện đây, để quý vị thấy là người ta đã ở kín mít hết luôn rồi. Nhà ngang 5 dài 20 rất là rộng nhá. Đây, cổng sắt bốn cánh này, cắt CNC, họa tiết chống đồng quý vị nhá. Họa tiết chống đồng. Sắt rất là dày luôn. Đó, sắt rất là dày luôn, cắt nguyên tấm lên. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái không gian sân để ô tô như thế này này. Đó quý vị thấy không, sân để ô tô. Nhà mình mà có cái sân rộng như thế này quý vị, mà có xe 5 chỗ hay 7 chỗ nó tự tin hơn hẳn này. Có chỗ mình không thích để ngoài vỉa hè thì mình nhét vô trong nhà, có gara ô tô luôn. Đi du lịch để xe trong nhà vô tư thoải mái, cả mấy tháng về không về cũng không thành vấn đề nhá. Không gian này thì có diện tích sẽ là chiều ngang 5m và chiều sâu vô là 5m quý vị ạ. Ngang 5 dài vô 5m nhá. Đó, đây là không gian. Quý vị nào mà đang chuẩn bị xây nhà đúng không? Không biết chuẩn bị xây cho mình cái nhà như thế nào, bố trí như thế nào cho đẹp, cho vừa công năng, sử dụng cho đủ thì có thể là cân nhắc qua căn nhà này. Chân tường thì mình ốp cao lên tới 1m2, rất là sạch sẽ như thế này nhá. Đó, quý vị thấy không? Gạch nền ở đây thì ốp nát gạch 80 x 80 này. Nó vừa gần như vừa khổ luôn, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên. Nó vừa khít đâu quý vị nhá. Đó, tính cả chưa tính tường nhá, chưa tính hai bên tường á. Đó, nó sẽ vừa khổ rất là đẹp cho chúng ta luôn. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái không gian
bên trong này. Trong này quý vị có thể để thông thủy cũng được, mà có thể để làm thêm một bộ cửa như thế này cũng được để ráp điều hòa ở bên trong. Có một bộ cửa nhôm sinh phá khí cương được thì nó vẫn là chắc chắn hơn cả. Nhưng mà có một số anh em rời cái bộ cửa đó ra bên ngoài này, ra bên ngoài, ra phần mặt tiền ở bên trong cái cửa sắt này cũng được nhé, không thành vấn đề. Làm thế không gian nó sẽ rộng rãi hơn, nhưng mà làm như thế này thì nó sẽ kiểu truyền thống, nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó lịch sự hơn quý vị ạ. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ có không gian phòng khách đi. Phòng khách ở đây thì chúng ta sẽ có diện tích là chiều ngang 5m và chiều sâu vô là 5m luôn. Phương sẽ review chi tiết cho quý vị nhé. Ngoài phục vụ những quý anh chị, quý bà con đang có ý định mà mua nhà cư lập nghiệp, và một số quý vị đang có nhu cầu xây dựng nhà mà chưa biết bố trí không gian như thế nào thì có thể cân nhắc qua cái diện này nhé. Đến với không gian vách TV đi. Vách TV ở đây thì quý vị nên để mô một không gian đẹp như thế này. Nếu mà thích cái bộ vách này thì có thể áp dụng mà làm theo nhé. Kết hợp giữa kệ TV này, kệ TV, kệ ngang, kệ treo tường và một cái tủ đứng như thế này. Tủ này tủ trang trí nhé. Quý vị có thể trang trí thêm chậu hoa cây cảnh mini và một số chai rượu Tây, một số chai rượu quý luôn, vân vân và vân vân. Tường thì ốp các tấm PVC vân đá dạng ngổ sáng như thế này, và hai đầu sẽ có hai cái đèn. Đó, Phương sẽ review chi tiết cho quý vị nhé. Và đối với không gian trần thì quý vị nếu mà thích cái mẫu trần này á thì có thể áp dụng xây theo. Đây là một mẫu trần mới nhất của 2023 này. Chưa từng áp dụng trên một căn nhà nào đấy. Chưa từng áp dụng trên một căn nhà nào luôn. Có căn nhà này áp dụng cái mẫu này mẫu đầu tiên. Đèn ở đây chúng ta sẽ có đèn chùm này. Đó, đèn chùm này. Đèn chùm pha lê nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Phương sẽ quay chi tiết cho quý vị. Nếu mà yêu thích cái mẫu trần này này thì có thể là áp dụng mà làm theo nhá. Đó. Tôi sẽ quay một cách chân thực nhất cho quý vị nhé, để quý vị dễ dàng hình dung khi đi mua nhà và cũng như là chuẩn bị xây dựng cho mình một căn nhà nhé. Và ở vách TV này thì quý vị nên làm hai cái cột này. Cái cột này khi mà xây dựng là sẽ không có đâu, phải xây nảy ra đấy. Có nghĩa là chỗ này sẽ là tường 20 này, chỗ này cũng là tường 20 này, chỗ này thì đoạn này là 10 thôi. Đó, mình sẽ tạo ra hai cột này. Khi mà kê cái bộ bàn ghế ở không gian giữa ấy, nó sẽ nhìn hai bên là rất là bệ vệ và rất là đẹp nhé quý vị. Và hai đầu thì nó sẽ có hai cái đèn trang trí nữa cho chúng ta luôn. Và hai cái cột này thì chắc chắn là sẽ phải ốp cái tấm tông màu khác so với cái ở khoảng giữa rồi. Khoảng giữa thì quý vị có thể làm tranh hình cũng được, mà làm tranh dạng vân đá như này cũng được nhé. Người ta đang còn ốp tấm nguyên đá lên tường cũng được á. Thì mình ốp như thế này cũng rất là hợp lý này. Đến với không gian bên trong này đi. Không gian này thì nãy Phương nói luôn rồi, là ngang 5 dài vô 5m nhá. Quý vị có thể là lấy giấy bút ra để ghi chép vào nhá. Và cái cầu thang này này, cầu thang này ở đây thì quý vị sẽ có một cái tủ chân cầu thang. Tủ chân cầu thang như thế này để trang trí cũng như để làm đẹp cho căn nhà của mình, cũng như để trưng bày ba cái vật dụng đẹp đẹp tí cho căn nhà nó thêm sinh động. Và chúng ta sẽ có cái hành lang rộng lên đến 1m6 như thế này, 6m7. Rất là rộng rãi nhé. Một cái hành lang xuống dưới, hành lang rất là rộng. Hai bên có trụ như thế này. Quý vị bỏ cái tấm đề ba đi thì nó sẽ có cảm giác rộng rãi. Nhưng mà nếu mà có cái tấm đề ba thì nó bệ vệ, nó bệ vệ hơn. Nhưng mà tùy ý kiến và sở thích cá nhân. Ở đây chúng ta sẽ có một cặp trụ gỗ gõ đỏ, gỗ tự nhiên đúc nguyên khối như thế này cho quý vị luôn. Đó, và tay vịn lên trên lầu trên cầu thang nhá. Tay vịn đây chúng ta sẽ có tay gõ đỏ. Tay ở đây sẽ là tay 79, tay rất là lớn quý vị nhá. Và trụ inox 304, lan can kính cường lực đầy đủ hết cho quý vị. Và mặt bậc full đá hết. Mặt bậc thì đá đen, chân cổ bậc thì đá trắng. Vì sao mà người ta hay ốp hai tông màu như này quý vị biết không ạ? Tại vì trời tối, đúng không? Hoặc một số người lớn tuổi, nếu như là nguyên một tông màu đen á thì khi mà bước lên bước xuống dễ bị vấp, cực kỳ dễ bị vấp luôn. Nhà nào đã từng sử dụng, nhà nào đã từng làm nhà, nhà nào đã từng sử dụng cái kiểu mà ốp đá hết một màu á thì sẽ hiểu và sẽ trải nghiệm được cái cảm giác mà khi bị vấp ngã ở cái cầu thang là như thế nào, rất là nguy hiểm. Cho nên là bây giờ á người ta sẽ phối chân đen cổ trắng như thế này để cho cái bậc nó đẹp hơn và có cái mục đích của nó cả. Nó vừa đẹp mà nó vừa an toàn cho gia chủ. Đó, những căn nhà mà có cầu thang một màu á, một màu thì chúng ta sẽ phải xài cái loại đá nó sáng hơn một tí thì nó sẽ an toàn hơn. Nói chung là nên xài chân đen cổ trắng như thế này đi. Đó, đơn giản là như thế thôi. Phương giải thích như thế có hợp lý không ạ? Quý vị cho Phương xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới nhá. Đến với không gian đối xứng chân cầu thang, Phương có trang trí một cái bức tranh để chuẩn bị không gian, trang trí một cái bức tranh 3D ở đây. Quý vị về có thể dán theo sở thích nhá. Thích mẫu gì thì bên mình có thể hỗ trợ luôn. Đến với không gian nhà bếp thì ở đây thì chúng ta sẽ có một không gian rất là lớn như thế này. Một không gian từ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó,
6848. À, gọi là 5m nha quý vị. Thì chúng ta sẽ có một không gian cầu thang như thế này. Cầu thang thì ở đây thì là nhịp nó sẽ rộng tới 90. À, và cái phần ra này, cái phần ra của tay vịn nó ở hông, cặp hông này, cho nên là nó ra tới 1m1 quý vị nhá, 1m1. Đó, cầu thang 1m1, một nhịp này. Ở trên kia sẽ là khoảng hở này. Ở đây không gian nữa này. À, không gian này nó tính kim cột đó thì nó làm tầm 2m3 đến 2m4. Đó, tùy mình. Còn không gian này sẽ là nhà bếp nhá, tủ lạnh chúng ta để chân cầu thang luôn. À, tủ bếp ở đây thì chúng ta sẽ có tủ gỗ nhá, gỗ tự nhiên hết, với tủ trưng bày rượu, hệ tủ trưng bày rượu như thế này cho quý vị luôn này. Đó, rất là đẹp luôn, đồ gỗ tự nhiên nhá. Đó, một không gian nhà bếp rất là rộng rãi như thế này là quý vị đủ sinh hoạt. Quý vị làm nó rộng hơn vào những cái nhà là tống hốc tông hoác thì nó nhạt nhẽo lắm, cho nên là cân đối không gian sử dụng nó vừa là được rồi. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tủ trưng bày rượu tặng kèm theo cho quý vị ở không gian này nhá. À mà quên, sorry quý vị, rất sorry quý vị, từ đầu đến giờ Phương chưa bật mí cái giá bán của căn nhà này. Sorry quý vị nhá. Nhà mình sẽ có hướng Tây và giá bán sẽ là bao thuế phí hết cho quý vị là từ A đến Z là 3,9 tỷ, 3 tỷ 990 triệu, thì còn có bớt nữa. Đó, quý vị yên tâm nhá. 3 tỷ 990 triệu còn có bớt nữa. Ở đây chúng ta sẽ có phòng ngủ dưới này, phòng ngủ này 12m2, có cửa sổ luôn. À, và phía sau nhà sẽ có cái giếng trời để lấy gió đánh sáng cho căn nhà này. Ốp nát rất là sạch sẽ xung quanh luôn rồi. À, ốp cái kiểu đá như này này. À, đá thẻ, đá viên như này này, rất là sạch sẽ anh quý vị, không bị bám rêu, bám mốc. Đó, một cái sàn rửa mini, một cái chậu rửa mặt ở bên ngoài, gương điện soi đầy đủ hết. Và không gian nhà vệ sinh phía sau này. Nhà vệ sinh thì đầy đủ trang thiết bị, vòi tắm sen, sen đây sẽ là sen thuyền nhá, không phải sen cây nhá. Và bồn cầu này, ốp nát rất sạch sẽ, 12 tầng màu, có chạy chỉ cho quý vị, cửa nhôm sinh pha, kính cường lực đầy đủ cả. Chúng ta cùng đến và trải nghiệm với không gian lầu trên nhé. Một không gian nhà ngang 5m này chắc chắn là sẽ làm hài lòng rất là nhiều quý cô chú anh chị, nhất là quý cô chú anh chị lớn tuổi. Quý cô chú lớn tuổi thì ở mấy cái nhà như thế này thì bao VIP rồi, vừa có sân đậu ô tô riêng mà vừa có phòng ngủ ở dưới. Giá thì rất là ok, 3 tỷ 990, nhưng mà còn bớt mà, quý vị không phải lo đâu nhé. Chỉ cần ưng là sẽ có giá tốt cho quý vị thôi. À, đến với không gian đầu trên đi ạ. Chân này này, ở bên này thì đã được ốp sẵn một cái tấm PVC vân đá như này. Khi mà lên á, tay này, tay bị xoa một tường này. Khi mà mình ốp cái này nó rất là sạch này. Còn cần thiết thì quý vị về có thể ốp luôn không gian này nữa. Đó là sở thích cá nhân nhá, tùy quý vị thôi. Đến với không gian lầu trên đi, chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này chúng ta sẽ có diện tích là 3m8 nhân cho 3m8. Đó, cái hành lang này là 1m2 nhá. Quý vị đang chuẩn bị xây nhà đúng không? Nếu mà thích cái không gian này, Phương đọc luôn kích thước cho mà làm nhá. 3m8 nhân cho 3m8. Tính phủ bì đấy, Phương tính phủ bì luôn đi. Có cửa sổ phía sau. Mình để một cái cửa sổ phía sau, trần làm như thế này này, cho đẹp này. Đó. Dây chờ điều hòa phải gắn sẵn nha quý vị, không có quên là về là phải đục khoét tường. Cửa nhôm sinh pha, chúng ta xài cửa nhôm cho nó nhẹ nhàng, êm ái. Chắc chắn. Đấy, bác nào ở khu vực miền Nam mà có thích làm cửa nhôm thì cứ alo cho em, bên đẹp công ty sản xuất nhôm kính luôn. Cái gì cũng đẹp, đa hệ. Phía sau sẽ là một không gian giặt giũ phơi đồ cho chị em phụ nữ. Đối với chị em phụ nữ khi mà giặt giũ phơi đồ sẽ cần một không gian như thế này, có gió, có ánh sáng, có nắng. Đấy. À, phơi đồ, giặt giũ phơi đồ ở đây thì rất là VIP luôn rồi. Rộng rãi, chỗ này thì để máy giặt nhá. Để máy giặt thì không gian đầu trên này thì bên em có ốp chân tường hết này. Để máy giặt thì có cấp nước này, có thoát nước này, và có ổ điện sẵn cho quý vị luôn nhá. À, rất là cao này, một không gian nhà vệ sinh phía sau nữa nhá. Một không gian nhà vệ sinh phía sau nữa thì ở đây sẽ có một cái bộ sen cây, gương điện này, chậu rửa mặt này, bồn cầu đầy đủ hết. Đối với lầu trên này rất là sạch sẽ, trang thiết bị đồ đạc cũng xài toàn đồ cao cấp thôi, không có phải là đồ rẻ tiền, quý vị hoàn toàn yên tâm nhá. Vòi tắm sen này, sân cây này, bồn cầu này. Đó, bên ngoài đây quý vị thấy là dân cư người ta đã ở rất là đông rồi, an ninh rất là tốt nhá. Đây quanh lên hàng xóm chúng ta này, để quý vị nhìn thấy thực tế đến mật độ dân khu vực này người ta ở rất là đông rồi. Chỗ này thì cách Sài Gòn Thủ Đức chỉ tầm mười mấy 20 cây thôi, đi lại rất là thuận tiện. Phương xưa đến giờ làm khu vực này đến cả chục năm ở khu vực này rồi, thành ra là về pháp lý, về quy hoạch
địa chính ở khu vực này Phương nắm rõ hết, cho nên là chỗ nào quy hoạch, chỗ nào tranh chấp thì Phương né, không có đầu tư mấy cái diện đó, quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Mua bên Phương thì cam kết về pháp lý, về giấy tờ luôn cho quý vị. Mình sẽ có một phòng số 3 đi. Phòng số 3, phòng này là phòng này Phương vô đồ full cho quý vị nhé, để dễ dàng hình dung. Trần thì rất là đẹp rồi, trần đơn giản lịch sự như này thôi, không gắn nhiều chỉ quá. Một không gian rộng rãi như thế này này, có tặng tủ quần áo này, có tặng giường này, với một màu xám rất là sạch nhá. Và đây sẽ có nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng này. Đấy, xu hướng hiện đại nhá. Vẫn đầu tư một phòng vệ sinh khép kín cho quý vị luôn ạ. Đấy, đầy đủ hết đồ chơi, đầy đủ hết đồ nghề, đầy đủ hết đồ đạc. Có cả cửa sổ quý vị nhá. Phương sẽ quay một cách chân thực nhất cho quý vị dễ dàng hình dung khi đi mua căn nhà này. Đấy, chọn gói bao tùy phí hết là 3,9 tỷ 990. Đó, 3 tỷ 990 quý vị nhá. Còn có bớt nữa. Đó, Phương sẽ quay một cách chân thực nhất cho quý vị dễ dàng hình dung này. Nhà mình đối diện chợ, đối diện công viên nhá. Đối diện chợ, đối diện công viên luôn. Ngoài này sẽ là một cái sân. Có một cái sân này. Ra đây là một bàn ghế. Xong bắt đầu là ngồi uống trà, uống nước, thông mát. Cũng rất là ngon này. Đối diện công viên đây. Quý đất nằm công viên, còn chợ ngay trước mặt chúng ta. Cách nhà tầm 5-70 mét thôi. Đó, đi lại rất là thuận tiện nhá. Đi chợ thì ngay gần đây. Kế bên Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh cách nhà tầm 100 mét thôi. Ra ngay đầu đường là có Bách Hóa Xanh, đi chợ sạch sẽ. Trung tâm thương mại, rồi điện máy, rồi ngân hàng, bệnh viện quanh đây cả thôi. Bán kính tầm 1 cây. Còn trường học cách đây 500 mét đến 1 cây số thôi. Có trường cấp 1, cấp 2. Còn trường cấp 3 thì quý vị sẽ phải đi cách đây tầm hơn 1 cây. Hơn 1 cây là tới trường cấp 3 luôn rồi. Đó, ai yêu thích thì liên hệ ngay với em Phương để đi xem thực tế căn nhà này đi ạ. Hẹn quý vị tại ngã tư Miễu Cù hoặc ngã tư Bình Chuẩn. Alo cho em Phương, ra em Phương đón nhá. Còn có điều gì không biết thì quý vị cứ comment ở bên dưới đi, thì Phương sẽ giải đáp và trả lời quý vị hết. Một căn nhà đẹp, thiết kế sang trọng và đẳng cấp. Cam kết nhà thật, giá thật cho quý vị nhá. Và đăng cò. Rồi ok, vậy là em đã review xong clip này. Quý vị nếu mà thấy đẹp thì đừng quên tặng cho em trai một like nhá, và một lượt đăng ký kênh nếu mà chưa bấm vào nút đăng ký kênh, và tặng em một lượt chia sẻ video nhá. Em sẽ đăng lên nhiều mẫu nhà đẹp khác cho quý vị cùng tham quan miễn phí. Quý vị cứ ngồi nhà coi video cho tới khi nào mà ưng nhấc máy lên alo cho em để đi coi nhà thôi ạ. Cam kết sản phẩm nó đúng nhà đúng giá cho quý vị nhá, không kê giá gì cả, quý vị hoàn toàn yên tâm. Xin cảm ơn.